Xin chào quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân kiều bào hải ngoại trong và ngoài nước. Trong buổi sáng ngày hôm nay của ngày 15 tháng 10 2021 thì anh em lại tiếp tục công việc hỗ trợ cho bà con. Thì đến dưới buổi sáng ngày hôm nay là một hoàn cảnh mất trong mùa dịch Covid nhưng cô bị bệnh nền, là mất tại ở quận 1 Nguyễn Trãi. Thì hoàn cảnh của cô rất khó khăn, thì anh con trai anh lại hỏi anh trình bày, anh chia sẻ rồi mình cũng chỉ dẫn anh làm giấy tờ, thì mọi thủ tục pháp lý đã hoàn thành xong hết rồi, đủ điều kiện để mà hội thiện nguyện BDS đến giúp cho hoàn cảnh này. Hoàn cảnh này cũng rất là khó khăn nên mình sẽ hỗ trợ cho người ta một cái áo quan và đưa cho đi thiêu, cũng như là tẩn liệm mai táng để mà chu toàn hết cho người mất và hỗ trợ cho gia đình. Thì nội dung câu chuyện này như thế nào thì con mời quý vị khán giả cùng đồng hành để mà đi lấy áo quan. Rồi xong rồi anh em con lấy quan xong, anh em tụi con sẽ chạy qua bên quận 1 Nguyễn Trãi của ngày 15 tháng 10 2021 trong buổi sáng ngày hôm nay là 9:20, sẽ chạy qua bên đó để mà hỗ trợ cho cả này và đưa đi thiêu nha cả nhà. Rồi con mời quý khán giả cùng đón theo dõi những video tiếp theo phía sau có những gì và nội dung ra sao, thì con mời quý vị khán giả cùng đồng hành trên chiếc xe 01 ngày hôm nay của Trọng Thần và anh Sơn nha cả nhà. Rồi bây giờ chúng ta đi lấy quen thôi. Vô. Ô, con lăn rồi nè. Lăn nào? Vô được. Rồi ok, để con ký sổ. Phương đâu rồi? Đây nó đi công chuyện. Đi công chuyện rồi, chú ký sổ giùm con luôn nha. Con đưa chú quyền sổ của con cho chú ký ha. Rồi. Cái này ở đây đúng không? Rồi, nó ghi sẵn đó. Rồi ok, chú để con đem sổ xuống chú ký xác nhận giùm con. Rồi áo quan lên rồi, giờ mình ký sổ xác nhận rồi mình đi thôi nha cả nhà. Rồi, lấy áo quan xong về tháp tùng với lại C03, mấy anh em lên đường nha cả nhà. Mời cả nhà theo dõi hành trình để mà đến quan cảnh này để mà hỗ trợ tận liệm rồi đi thiêu luôn nha cả nhà. Rồi bây giờ mấy anh em đã đến nơi rồi, 269F Nguyễn Trãi. Thì anh là người con đúng không? Dạ. Rồi bây giờ ở trong đó sao rồi, giấy báo tử rồi anh làm xong chưa? Dạ, có xong hết rồi. Xong hết rồi đúng không anh? Dạ. Rồi ok, thì bây giờ anh em khiêng áo quan vô trong đó làm hay là sao? Nhà trong đó hay sao anh? Dạ, nhà ở trong rồi. Nhà trong đó hả? Dạ. Rồi mấy cái thủ tục giấy tờ bên em yêu cầu anh làm xong hết chưa? Xong hết rồi. Rồi ok. Anh không biết chữ hả? Rồi, biết okay. Chữ mà không em muốn viết. Rồi không anh. Rồi không. Bây giờ là cái gói cái kinh phí hỗ trợ của hội thiện nguyện BDS á, là hôm nay mình nhận á, mình ghi vô đây giùm em nha. Rồi bây giờ mấy anh em vô. Rồi bây giờ anh ơi, anh con nè, anh con anh vô đi, anh vô coi mẹ mình rồi để mấy anh em làm. Này bác mất mấy ngày rồi anh? Đúng rồi, chậm. Bác mất mấy ngày rồi? Mất ngày qua. Ngày qua hả? Bác bị bệnh gì mất? À, bệnh già. Bệnh già hả? Bệnh già là bệnh gì? Bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường đó. Tiểu đường hả? Nào mấy anh em đang vô trong nhà làm. Bình thường á là cô với lại anh trai này chỉ có hai mẹ con sống với nhau thôi cô. Có người anh nữa à, người anh bắn không có
Dạ. Con xin phép con ghi hình xíu ha. Dạ dạ. Okay, dạ. Rồi lúc trước á, anh trai này với lại mẹ ở đây sinh sống bằng nghề gì? Đi chạy xe gáp rồi nói chung ai sai gì đi đảm đó. Rồi giữ xe nữa, tùm lum đó, đủ thứ. Làm tùm lum đủ thứ hết đó. Rồi sau khi mẹ nó bệnh là nó không có đi làm được, nằm chỗ nó phải lo có mình nói với mẹ nó. Dạ. Thì cái này á, ảnh chạy lên tuốt trên trên hội á, hẹn qua ảnh mới xin, em mới hướng dẫn cho anh làm giấy tờ giấy báo tử này kia nọ đi. Rồi á, gia đình có xác nhận hoàn cảnh khó khăn á thì tụi em sẽ đến giúp đỡ. Dạ. Tại vì á, hội thiện nguyện á, giúp đỡ cho bà con á, không đồng hết. Dạ. Đó là hội thiện nguyện BDS. Thì nếu như mà có cái đó thì đầy đủ thủ tục á, thì tụi em mới hỗ trợ được. Dạ. Thì em cũng hướng dẫn làm giấy báo tử này kia. Dạ. Để mà đưa đi thiêu hỗ trợ. Dạ. Thì bây giờ hiện tại ở đây là chỉ có người con này với lại mẹ là đang sống ở đây thôi. Dạ. Dạ. Thì lúc trước cô sống ở đây thì cô bệnh như gì lâu chưa con? Nhà nó đâu có điện đâu, nhà nước thiếu tiền điện cắt rồi mới nó tu nhờ cái điện đèn đường nè. Cắt rồi còn nhờ đó luôn, có đồng hồ điện. Tháo đồng hồ điện rồi nè anh, nè, đồng hồ điện tháo rồi. Tháo luôn đồng hồ điện rồi. Ờ, à, nè, nó câu đèn được. Đấy, đồng hồ điện đấy hả? Đúng rồi, không biết chỗ nào đi, nắm tiền điện á anh. Không có tiền nắm tiền điện, nhà nước cắt điện luôn. Nè, có cái đèn nè, hôm qua mới xin cái nhà kế bên sau cái đèn để mà dọn vệ sinh với lại lau mình cho dữ đó. Đó là điện giờ đang xài đi câu nhờ. Xin công nhờ cái hộ nhà kế bên đó. Dạ. Hẹn qua lại. Rồi trình bày sự việc gì á, thấy nghe cũng tội thì cũng hướng dẫn làm giấy tờ để hợp pháp á, hợp lý rồi. Ai cũng biết cắt cũng không đồng cũng có. Tại tụi em coi trên Facebook quá, có người ta chỉ lên thứ tám gì đó. Anh Sang. Anh Sang đó chỉ cho nên là nó chạy lên cái kênh. Ai giới thiệu? Ai đây, đây em thấy cái chị bên đây. Chị giới thiệu rồi. Rồi cái người có người cháu chở đi lên đó nó cũng không có xe luôn. Không có xe. Dạ. Dạ. Thì ngày qua chạy lại chiều lúc chiều hôm qua chạy lại thì em nói về đi, rồi lo ba cái giấy tờ đó đầy đủ hết đi cho xong đi, rồi em mới đến em hỗ trợ được. Sao anh đó cũng thấy cái tướng tá là cũng đi làm, lớn là lao động được. Sai làm ấy đó. Rồi bây giờ người nghèo khổ nó cũng mập tù lù, không nó bị mập cái gì đó, không biết không ăn cũng mập. Không, ý con nói anh cũng lớn trưởng thành rồi, ý là đi làm. Đi rồi. Có làm hết đó. Chứ nói chung ra là không có cố định. Mẹ bắt đầu mẹ bệnh. Bệnh là mới nghỉ ở nhà. À, một chỗ là một chỗ ai đâu phải lo. Đái rồi chăm bệnh nữa, đâu làm được cái gì. Dạ dạ. Tùy thân chứ con Sang chở hai cái con về nghe đó. Đúng hai coi riết với con Sang. Dạ. Bây giờ đó thì bây giờ mẹ bệnh thì phải ở nhà chăm mẹ, đâu có làm ăn gì được đâu. Giờ đến nỗi mà điện mà cũng không có mà để mà trong nhà để mà đóng tiền điện luôn, cũng nhà nước cũng cắt luôn. Dạ, có anh nhìn cái sợi dây này là sợi dây trong ngoài đường vô đó. Trong ngoài đường chứ đâu có. Mẹ có mấy cái chị ở xóm gần sát bên này ta biết luôn. Dạ. Trước tới giờ hỏi anh hỏi tổ trưởng tổ trưởng. Trời, cô bị cô mắc tại nhà luôn hả cô? Có đưa đi bệnh viện không? Không, đâu có đâu, không có tiền đi viện, không có tiền thuốc, không có tiền thuốc. Chết rồi, chết là chết ở nhà. Rồi ở trong xóm này kia đồ có giống như là hỗ trợ. Có. Không, mấy chị ở đây cũng cho ăn cơm, ăn đồ, có cái này cái kia đồ. Đến là thiêu gì? Là thiêu Phước Lạc Duyên anh. Dạ. Thôi em cơm, cảm ơn mọi người đã chia sẻ ha. Giờ mấy anh em nhà anh nói chúng ta giúp đỡ giùm hoàn cảnh khỏi đó. Rồi ok, em sẽ hỗ trợ em đưa đi thiêu. Rồi em lo chi phí đó cho gia đình luôn. Hoàn cảnh khỏi lắm anh ơi. Nói chung là nó cũng siêng năng, nó không có làm biến gì đâu, ai sai gì là làm đó à. Rồi cái này là cái này là đang ở đây là ở thuê hay là ở nhà của tôi là nhà của bà ngoại của anh đó. Dạ.
Có như là nhà của mẹ đó. Nhà của mẹ của cái người mất. Em khai hết rồi. Rồi ok, để cái đó đi, để em chút nữa em lấy em đi. Thì bây giờ mấy anh em đang làm ở trong rồi cả nhà. Đó, giờ phải câu nhờ điện của hàng xóm nè. Câu nhờ điện hàng xóm để mà sáng sủa để mà làm. Này ở trên lầu 1 nha cả nhà. Để mẹ em cho chị hỏi thăm ví dụ là em đi theo vậy rồi có người nhà đi theo rồi hủ cốt thì sao? Dạ bây giờ ha. Một là người nhà ngày mai ở đây thiêu, dạ. Ngày mai chạy qua bên lò thiêu lấy hũ cốt về, dạ. Về cái hũ cốt đó gia đình lấy về muốn làm gì làm, cái đó là cái. Ủa mà có cho mà, đi nhưng mà giờ là chạy đi, đường, lấy ý là bây giờ đi nè rồi làm được. Sao biết ngày giờ mình đi lấy hũ cốt đó là sao, phải có giấy. Bây giờ đây đây để em nói cho mọi người nghe luôn ha, là bây giờ em lên em thiêu, ừ. Em vô đăng, em đăng ký hết tất cả mọi thứ, em vô em đóng tiền. Dạ. Đóng tiền hết xong chưa hết tất cả luôn. Dạ, rồi. Còn ngày mai sẽ hẹn bên lò thiêu sẽ hẹn mình là ngày mai vào lúc 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ, dạ. Lên trên đó lấy hũ cốt về. Dạ. Thì cái người thân trong gia đình cầm cái giấy hẹn đó, dạ. Đi về nhà rồi xong ngày mai cái giờ đó đó lên trên đó lấy hũ cốt rồi mình đem về nhà. Đó, rồi mình đem về nhà mình giống như mà cái đó là cái quyền. Dạ. Bên dạ. Bên gia đình rồi tụi dạ. Con không muốn nói được dạ. Cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ ý là giờ lát nè đi nè rồi có người nhà đi theo. Đi, đúng rồi. Phải cho người nhà đi theo đặng mới lấy giấy cái giấy chứng đó đi về thì sao hay là người. Đúng rồi, phải không, có một mình đứa con đi theo. Một người đi theo thôi. Đó, đó là đó, đứa con nó đi theo. Dạ, còn không á ai trong xóm nếu như hỗ trợ được cho ảnh đơn chiếc. Dạ. Một người trong xóm đi theo cũng được. Tại vì lên đó tụi em đã đăng ký hết rồi, trước khi tụi em làm chuyện này. Tụi em đã đăng ký bên lò thiêu, dạ. Là tụi em nói là hôm nay tụi em lên đi đó gì đó, dạ. Đăng ký thiêu như vậy thì người ta ok, tụi em đã gửi thông tin trên cho lò thiêu hết rồi, dạ. Lên trên đó chỉ có đưa vô và thiêu thôi đó. Là đi theo xe chung bên xe đi theo chỉ được một người, một nếu mà con á để cho người con đi thì đó thì một mình đứa con đi, dạ thì để đứa con đi xong rồi rồi sao nó đi theo xe về chung được không? Hay là sao ai có xe sao? Rồi em sẽ hỗ trợ cho đưa ảnh về nhà luôn. Dạ rồi, cảm ơn. Rồi. Còn nếu như mà ở trong xóm có ai đi theo mà chạy xe máy lên á, nếu mà đưa tiễn bác á thì chở cho ảnh qua Giang về. Đó. Còn nếu mà không được thì tụi em cũng gói ghém thời gian để mà hỗ trợ cho ảnh về đây, tại tụi em nhiều việc lắm. Còn đi chỗ khác nữa. Đó. Là như vậy. Mình đi chứ giờ dịch tiếp rồi cũng vô gái hết rồi mình đi đông quá, ví dụ lên chợ nó chạy theo cũng không có được cái gì. Mình cũng được chợ. Ở trên đó thì nói chung á cũng hỗ trợ cho gia đình, cũng tạo điều kiện để mình thắp được cây hương trên lò thiêu. Chứ không phải là không. Không phải tại sợ đi đường đông á, công an nó hỏi khó dễ không? Không, bây giờ em thấy ở ngoài đường là mình đi được rồi, đi được rồi đó. Dạ. Thì từ đây lên đó, lên trên Bình Dương á, mình có đủ giấy tờ mình đi thì mình cứ lưu thông ra đường. Cái này là cái chuyện giống như là cũng mình đi. Đúng rồi, đốt ngang ở đây cũng được. Rồi xong rồi tiễn chị bà con tình làng nghỉ sớm gì đó. Vậy là giờ lát nữa ra ngoài đốt ngang ngoài được. Dạ, lát nữa đốt ngang đây lúc đưa đi nè. Dạ dạ. Đây là ở chung cư gì con? Quốc Thanh. Chung cư này lâu chưa con? Lâu. Thầu Mỹ rồi. Thầu Mỹ tới giờ. À. Chung cư này chắc cũng ngang ngửa chung cư Trần Hưng Đạo bên ngay chỗ. Dạ, đúng rồi. 727 á hả? Đúng rồi, ngay chỗ. Ngay trước hơn à? Bệnh viện Nhiễm này.
trước hơn luôn á, trước là chỗ Trần Trần Trang á, phải không? Nó Trần Trang luôn. Rồi ngay chỗ chỗ bữa anh Tám đi Khánh Hòa với lại nhà ông Nga để gì phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Trời đó còn tệ hơn này nữa, đó lâu rồi, chắc lâu hơn này. Đó lâu hơn. Ừ, đó tệ hơn này nữa. Bữa coi nè. Dạ. Thiếu mà tiền điện mà mấy tháng trời là cắt điện luôn. Gỡ đồng hồ. Gỡ đồng hồ luôn. Bây giờ nó câu đèn đường nè, nó có bóng đèn đường. Rồi mình ở chung cư gì rồi có được nhận trợ cấp gì? Có, hộ nghèo quá, nhà nước nó cho, nó cho 1 triệu á. Dạ. Với gạo đồ á, tụi nó có nhận được. Mà không có điện xin với con. 5 số tháng nay không có điện rồi cắt điện luôn. Dạ. Không có tiền đóng rồi cắt luôn. Hơn là trước trước Tết tới giờ. Cắt trước Tết tới giờ đúng không? Rồi còn một người anh nữa đâu? Người anh hả? Dạ. Rồi hai rồi hai anh em rồi còn người anh kia ở chung nhà ở gần đây không hay là? Đó đèn rồi đó, nhà là vậy đó, nãy mới cắm đứt sợi dây tắt đèn có luôn đó. Đó ông anh đó. Ngủ trên cái gác, cái gác có cái cầu thang, có cái gác nhỏ xíu. Rồi anh ngủ trên gác. Hai mẹ con ngủ dưới đó. Thank you.
là cái giấy báo tử bản gốc của em á, là anh xin trả lại cho em. Rồi, rồi, cảm ơn. Nha. Còn cái này á là cái giấy hẹn ở Lò Thiêu này nè, là đây anh chỉ cho em nè, đề nghị nè, gia đình nè. Vào lúc 8 giờ. Đó. 8 giờ ngày mai. 8 giờ ngày mai á. Sáng. Rồi. 8 giờ ngày mai á, mình lên đây để mình lấy hũ cốt của mẹ mình về. Thì bây giờ trước mắt á, anh sẽ hỗ trợ mình cái tiền thiêu này. Em anh xin thay mặt chú Tám cũng như là tất cả mọi người cũng như quý mạnh thường quân trong mọi nước chia sẻ cái số tiền này từ tiền quỹ để mà hỗ trợ cho mẹ của mình tiền thiêu cũng như là tổng liệm mai táng là không đồng tất cả hết. Thì cô ơi, cái này con 2.9 của cô nè. Đây, cái này là 2.9 tiền thiêu. Cô đếm lại giùm con. Là đủ ha. Dạ đủ. Thì đợi chút xíu nữa đi anh lấy hóa đơn về. Rồi cái mà anh muốn hỏi là cái khó khăn hiện tại nhất từ lúc dịch tới giờ. Anh giới thiệu cho anh tên gì rồi anh bao nhiêu tuổi, anh chia sẻ cho em cũng như mọi người biết luôn. Anh nói lớn rồi nha. Em tên là Nguyễn Tấn Thành. Từ lúc dịch tới giờ là em khó khăn lắm. Em xin ủy ban đồ nữa thì ủy ban cũng giúp, mà giúp vì mẹ em bị vậy á, lúc mà té xuống á, té xuống rồi bị cơ bả đi không được, nên em mới nghỉ làm xong rồi cái không có tiền mới bán xe Trung Quốc á, bán được mấy triệu lo cho mẹ. Lúc mà nó dịch là hết đi làm được rồi em mới nghỉ nhà là xong mới lo cho mẹ tới bây giờ luôn, rồi mẹ mất. Phải mới nhờ Mạnh Thường Quân giúp giùm em. Rồi cái gia đình khó khăn, cái điện nước đồ không có tiền đã đóng luôn anh. Anh có gia đình chưa? Dạ chưa. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 35 tuổi. 35 tuổi. Thì em sống với mẹ em mà. Thì bản thân em chỉ lo được mẹ em thôi chứ không, chưa lo được trai hết. Nên là em cứ làm nhé. Rồi trước kia chưa dịch anh làm công việc gì? Trước kia chưa dịch là em làm đủ thứ, giữ xe, bảo vệ. Rồi bảo vệ xong rồi cái em chạy ship luôn. Rồi đó chạy ship á, rồi xong cái lúc mà tới dịch là em lo cho mẹ em té, em lo cho mẹ em cả năm nay, lo từ Tết tới giờ. Còn một người anh của mình nữa đâu? Người anh là em của mẹ. Em ruột luôn á, em của mẹ mà mạnh ai nấy sống thôi, không có lo tới, không có liên quan gì tới, không nói tới. Chỉ sống nhà hai mẹ con thôi. À có nghĩa là anh chỉ có là mẹ thì chỉ có một người con là một mình anh thôi. À, có mình em mà. Còn ba mình. Ba em á thì lúc mà đẻ em ra là em không có ba. Là từ nhỏ lớn rồi sống với mẹ vậy. Sống với mẹ vậy. Thì bây giờ cái khó khăn của mình á, thì bây giờ hiện tại á là mẹ cũng nói chung là cũng mất rồi. Thì bây giờ anh dự liệu tính sau khi mà sau cái này rồi mẹ mất rồi thì mọi thứ thì ở đây thì cũng đã, anh mong muốn là có Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho mình lúc khó khăn như gì. Thì bây giờ là cái cơ duyên nào mà anh lại tìm đến hội thiện nguyện BDS khi mà mẹ anh như vậy? Thì tình ra là trên mạng em không biết gì hết, trên mạng là có hội từ thiện này em không biết em, cho nên là em mới xin người này người kia. Thì có một em bà con ở đó sớm á, thì nó có bên đây nè, bên mấy tám hội S gì á, thì nó lên đi với em, đi lên tên lửa đó. Lên gặp chú Tám rồi xin chú Tám vậy đó, rồi làm giấy tờ. Thì có mấy anh chị giúp em đỡ em, chỉ em tận tình đó, thì em về làm giấy tờ đầy đủ thì tới giờ xong hết trơn rồi. Em cũng rất cảm ơn bên Hảo Tâm đã hỗ trợ em rất nhiệt tình. Anh có muốn chia sẻ cái số điện thoại của mình để cho mọi người cũng giống như là sau cái này tìm đỡ, giúp đỡ cho mình được cái gì, chia sẻ cho mình được cái gì, giống như là công việc làm của mình nè,
rồi nói chung là an ủi cho mình, động viên cho mình trong cái lúc khó khăn này. Thì anh có muốn em chia sẻ cái số điện thoại của mình lên lên trên đây không? Nói chung là em sống này là em vui lắm rồi, lo cho mẹ em là em vui lắm rồi. Em á, thật sự là em là một người đàn ông, con trai, có tay có chân. Em có thể á, em có thể là nghe là đủ lắm rồi, em cảm ơn rất nhiều luôn. Rồi sau đó em sẽ từ từ là em đi làm xong dụng dụng em mới mua xe cho ông đi, em đi làm rồi vậy thôi, chứ em không có nhờ gì thêm bên từ thiện nữa. Em rất là cảm ơn rất nhiều luôn, tại mình là đàn ông, có lẽ giờ mình đi nhờ từ thiện hoài nó đâu có được anh. Ok rồi, bây giờ anh Thành, anh Trần, anh là anh Thành đúng không? Nguyễn Tấn Thành. Anh Nguyễn Tấn Thành thì hôm nay anh em mình, em hỗ trợ cho anh đến đây. Yeah. Và em cũng thay mặt tất cả mọi người hy vọng rằng sau này mình vượt qua cái nỗi khó khăn hiện tại, và sau này mình sẽ thành công hơn, và mình là một người đàn ông giống như những lời anh nói. Yeah. Và anh ráng cố gắng giữ gìn sức khỏe để mà về lo cho mẹ sau cái thời gian này. Okay. Yeah. Yeah. Rồi cảm ơn nhiều. Rồi anh cảm em là mọi thứ em đã lo cho xong hết rồi. Yeah. Chỉ ngày mai mình cầm giới hẹn này lên là mình đưa cho Lò Thiêu thôi nha. Ok à. Rồi sau khi trọng thượng với anh Sơn cùng mấy anh em đã hỗ trợ tâm luyện cho cô Thắm sinh năm 1959 về nơi nghỉ cuối cùng tại Lò Thiêu, Phước Lạc Viên, Bình Dương. Thì trọng thượng cũng chia sẻ khi mọi người cần sự giúp đỡ của quý mạnh thường quân, cũng giống như trong câu chuyện mà anh Nguyễn Tân Thành đã chia sẻ, thì còn những tờ giấy như thế nào, thì đây là trong một trong những tờ giấy rất là quan trọng để mà xin hỗ trợ. Đây con xin chia sẻ nha, đây là đơn xin kinh phí hỗ trợ kính gửi Hội Thiện Nguyện BDS. Đó, tôi tên như vậy, rồi phải có cái mộc của địa phương xác nhận là những sự việc nêu trên là thật, và mong muốn gửi tờ đơn này đến cho Hội Thiện Nguyện BDS để giúp đỡ gia đình của mình. Đồng thời theo đó cầm theo cái tờ giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn, hoặc là sổ hộ nghèo, hoặc là cận nghèo, đến nơi chính quyền địa phương sở tại mình xác nhận những việc nêu trên, rồi sau đó liên hệ về hội, hội sẽ giúp đỡ và sẽ hỗ trợ cho bà con nha cả nhà. Thì kinh phí gồm có những gì, thì giống như là mình cần xin hỗ trợ cái gì thì mình cứ ghi lên trên này, để mà anh em đến hợp tình hợp lý, hợp giấy tờ để mà đến hỗ trợ cho bà con nha cả nhà. Đây là giấy đơn xin nè, đơn xin kinh phí hỗ trợ đó. Và câu chuyện của cô Thắm thì Trọng Thuận cũng đã chia sẻ, và cũng giống như bà con lối xóm và ngay cả người con trai cũng đã chia sẻ cho tất cả mọi người, tất cả quý vị khán giả biết câu chuyện. Thì đến đây Trọng Thuận xin phép kết thúc video của câu chuyện cô Thắm tại đây. Mọi kinh phí hỗ trợ của Hội Thiện Nguyện BDS đã hỗ trợ cho cô Thắm đã xong rồi. Thì nếu như tất cả mọi người yêu thích Hội Thiện Nguyện BDS, hãy cho một lượt đăng ký, một lượt like, một lượt chia sẻ để cùng đồng hành. Và mọi sự góp ý xin mời quý vị khán giả hãy bình luận ở phía dưới video để hội thành công hơn và phát triển hơn, để mà hỗ trợ phục vụ cho bà con nha cả nhà. Thì Trọng Thuận với anh Sơn xin phép kết thúc video tại đây để mà đến với một hoàn cảnh khác. Rồi xin mời quý vị khán giả cùng đón xem những video tiếp theo và những câu chuyện khác trên chiếc xe cứu thương không đồng, ở những nội dung khác nha cả nhà. Rồi anh em tụi con bye bye, xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả.